Xin chào các bạn, trong video hôm nay xin mời các bạn chúng ta cùng khám phá kim tự tháp ở Ai Cập. Kim tự tháp Ai Cập là các công trình cổ đại hình chớp bằng đá tại Ai Cập, có tất cả 138 kim tự tháp đã được khám phá tại Ai Cập. Hầu hết đóng vai trò là lăng mộ cho các pharaoh và hoàng hậu trong hai thời kỳ cổ vương quốc và trung vương quốc. Những kim tự tháp Ai Cập đầu tiên được biết đến nằm ở Sara, phía tây bắc Memphis. Trong số đó, kim tự tháp do Xe là lâu đời nhất, được xây dựng vào khoảng từ năm 2630 đến năm 2611 trước công nguyên ở vương triều thứ 3. Kim tự tháp này cũng như khu phức hợp xung quanh do kiến trúc sư Imhotep thiết kế và được xem là những công trình bằng đá nguyên khối cổ nhất thế giới. Chúng ta cùng nhau khám phá những điều thú vị về kim tự tháp nhé. 1. Nhiệt lượng dị thường bên trong các kim tự tháp. Nhiệt độ rất nóng nhưng bên trong các kim tự tháp, cụ thể là kim tự tháp Giza, nhiệt độ luôn ổn định ở khoảng 20 độ C. Theo sách lịch sử văn minh thế giới, các nhà khoa học mang những đồng xu hoen kỷ vào trong kim tự tháp và sau hơn một tháng thì những đồng tiền đó đã trở nên sáng bóng và mới tinh. Họ tiếp tục mang một cốc sữa tươi vào bên trong kim tự tháp và sau một tháng thì mùi vị và màu sắc của ly sữa vẫn không hề thay đổi. Hay hoa quả mang vào đó để nửa tháng vẫn còn rất là tươi, không hề bị mất nước, khô héo hay hư hỏng, đó vẫn là một bí ẩn lịch sử mà chưa nhà khoa học nào giải thích được. 2. Cách xây dựng kim tự tháp. Kim tự tháp được xây dựng từ 2,3 triệu khối đá, mỗi khối đá có trọng lượng từ 2,5 đến 15 tấn. Con người đã đưa ra rất nhiều giả thuyết về quá trình xây dựng các kim tự tháp, một số cho rằng các kim tự tháp do các sinh vật ngoài trái đất xây dựng. Còn những người khác lại tin rằng người Ai Cập cổ đại đã sở hữu một bí quyết thất truyền nào đó qua nhiều thế hệ để xây dựng các kim tự tháp. Các pharaoh đều bắt đầu xây dựng các kim tự tháp dành cho mình ngay khi họ lên ngôi. Thường những lăng mộ đặc biệt này được đặt bên bờ tây sông Ninh, với quan niệm rằng linh hồn của các pharaoh sẽ hòa cùng với ánh mặt trời và tiếp tục chu trình bất diệt cùng vầng thái dương. Phần trung tâm của các kim tự tháp thường được xây dựng từ đá vôi có chất lượng tốt. Những lớp đá vôi này được dùng để xây lớp ngoài của kim tự tháp giúp chúng có một màu trắng lấp lánh có thể nhìn được từ cách xa hàng dặm. Đá đặt trên đỉnh thường là đá granite, bơ giang hoặc bất kỳ loại đá cứng nào khác có thể mạ được vàng, bạc hoặc electrum, hợp kim vàng và bạc. Đặc biệt những viên đá đó phải phản chiếu tốt với ánh sáng mặt trời. Phương pháp cắt và vận chuyển đá của người Ai Cập cổ đại hiện vẫn đang được nghiên cứu. Các nhà khoa học đã tìm được bằng chứng người Ai Cập cổ sử dụng những cái đục bằng đồng đỏ để khai thác sa thạch và đá vôi. Đối với những loại đá cứng hơn như granite hay diorite đòi hỏi phải có những dụng cụ mạnh hơn. Diorite, một loại đá lửa màu đen rất cứng được người Aa sử dụng để lấy đá granite. Để vận chuyển đá đến công trường, một nhóm người đàn ông hoặc đàn bò sẽ kéo những tảng đá trên một con đường được bôi trơn bằng dầu trước đó. Kế tiếp, người ta sẽ dùng những con dốc nhỏ được làm từ gạch bùn rồi phủ vữa lên trên để làm cứng bề mặt và vận chuyển những tảng đá lên trên kim tự tháp. 3. Các loại bẫy bên trong kim tự tháp. Có rất nhiều loại bẫy khác nhau được đặt trong các lăng mộ cổ nhằm mục đích bảo vệ các vua chúa khỏi sự quấy nhiễu, làm phiền của những người không mong muốn. Bẫy dây làm từ những sợi thép vô cùng mỏng, sắt được treo ngang tầm cổ. Bẫy rắn cũng thường xuất hiện trong nhiều lăng mộ cổ Ai Cập, chúng thường là những con rắn hổ mang cực độc, được huấn luyện để coi giữ lăng mộ. Đây là video tìm hiểu về lăng mộ Ai Cập cổ đại, cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại.